ông chủ xuống bếp, công ty phá sản mở thành nhà hàng quốc yến giới thiệu vắng tắt. Nguyên bản là Mỹ thực chủ trì tô thần xuyên việc sau phát hiện mình là một nhà sắp đóng cửa dự chế món ăn ông chủ công ty. Vì có thể trả hết một phần trợ cấp cuối cùng của nhân viên, tô thần quyết định tự mình nấu ăn để trả nợ. Thịt kho tàu béo ngậy, tôm lông tỉnh thơm ngon đậu hũ não mặn ngọt khác nhau, còn có món cổ thất truyền đã lâu theo một đạo lại một đạo Mỹ vị bày lên bàn ăn căng tin nhân viên, Vài nhân viên còn sót lại trong công ty đều chấn động. "Lão bản, ngày mai ta có cái bạn học cũ tụ hội, có thể ở công ty chúng ta cử hành sao?" "Ông chủ Tô, sinh nhật mẹ vợ tôi, vất vả cho ông rồi. Có thể thêm tiền. Ta có cái đồng học nói muốn đến công ty chúng ta đi làm, tiền lương không tiền lương không sao cả, chủ yếu là cho ăn nhân viên cơm là được." Vài tháng sau, Tô thần ngồi trên ghế ông chủ của mình, nhìn khu làm việc vốn bày bàn làm việc bây giờ đều biến thành bàn ăn hơn nữa không còn chỗ ngồi tôi chỉ muốn trả hết nợ thôi sao lại biến công ty thành một nhà hàng theo tô thần không ngừng chế tác các loại mỹ thực thẳng đến một ngày đến từ phương xa một phong thư làm cho tô thần lâm vào trầm tư ông chủ tô lần này tiếp khách nước ngoài làm phiền ngài rồi chương một mỹ thực hệ trò chơi nợ tiền đồ ăn bồi thường bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Cảnh Châu, khu phát triển cao cấp. Lão bản, chúng ta tiền lương đều đến, chính là đại gia hỏa nhờ ta tới hỏi ngài, này nửa năm giao thông trợ cấp giống như. Trong phòng làm việc của ông chủ. Chủ nhiệm văn phòng vẻ mặt có chút xấu hổ cười nịnh nọt nhìn về phía vị lão bản trẻ tuổi trước mặt hắn. Bổ sung giao thông. Không đợi đối phương nói xong, Chủ nhiệm văn phòng lập tức xoa tay cười nói, đây là ý của mọi người, chính là muốn tìm hiểu một chút. Thấy ông chủ mặt không chút thay đổi, chủ nhiệm biến sắc, lòng đầy căm phẫn nói, muốn ta nói, hiện tại người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện gì, vậy mới mấy tiền, công ty đều như vậy, có thể phát tiền lương nên thỏa mãn. Người thanh niên nắm mi tâm lắc đầu, các đức chủ nhiệm lãi nhãi, mọi người kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, anh nói một tiếng buổi tối trước khi tan tầm tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục ai ai được rồi ngài nghỉ ngơi trước đi tôi đi nói đây nghe tiếng cửa phòng làm việc đóng lại tô thần ngồi trên ghế ông chủ lúc này mới thở dài một hơi xuyên qua đúng vậy tô thần xuyên qua đối với một cái sinh hoạt tại tin tức nổ tung thời đại người đối với xuyên qua loại này cầu đoạn tô thần tiếp nhận rất nhanh nhưng chân chính để cho tô thần có chút đau đầu chính là Vừa xuyên qua, chính mình sở kinh doanh công ty liền gặp phải đóng cửa Vài ngày trước, vì đem khất nợ 3 tháng nhân viên tiền lương đều cho bổ sung Nguyên chủ càng là đem trong kho hàng sở hữu tồn kho tất cả đều giá thấp bán phá giá Đồng thời, còn đem đồ có thể bán trong ký túc xá cơ hội tất cả đều bán Lúc này mới có thể bù đắp lỗ thủng tiền lương lớn này trong nháy mắt tiền lương được phát ra, nguyên chủ đại khái là rốt cục chịu không nổi áp lực lâu dài tới nay hơn nữa gần ba tháng mất ngủ ngã xuống trước bàn làm việc ngươi nói ngươi không có việc gì làm cái gì à tô thần lắc đầu tiện tay mở một tài liệu trên máy tính ra xem công ty thực phẩm này tên là mỹ vị lai nghiệp vụ kinh doanh chính là chế biến sẵn năm ngoái cảnh châu nghe đồn sẽ ra sức quảng bá dự án món ăn dự bị nhất là dự án món ăn dự bị đi vào khuôn viên trường vì thế nguyên chủ mang theo hơn 300 vạn tiền phá bỏ và dời đi nơi khác của mình, quyết đoán thành lập công ty thực phẩm Mỹ Vị ở khu khai phá cao cấp vừa mới xây dựng xong. Thật là một kẻ tàn nhẫn A. À. Tô thần vừa sắp xếp lại ký ức vừa mới dung hợp, vừa xem tài liệu trên máy tính. Ngay khi công ty sắp xếp xong xuôi, bởi vì đồ ăn dự chế đi vào sân trường đã bị vô số phụ huynh chống lại và tố cáo. Nhiều nhà trường không thể không tạm hoãn việc này, kể từ đó mỹ vị đến công ty chỉ có thể lâm vào trong chờ đợi vô thời hạn. Dù sao, trong siêu thị đồ ăn dự chế cơ hồ đã bị các đại danh tiếng công ty chiếm lĩnh, một nhà mới mở công ty muốn tiến vào cái này thị trường, độ khó có thể tưởng tượng được. Mà tinh lực và tài chính chủ yếu của nguyên chủ giai đoạn đầu đều đặt ở phía trên chuẩn bị quan hệ trong sân trường. Cũng không lâu lắm, công ty sẽ không trụ nổi. Đầu tiên là đóng cửa nhà máy, sau đó là ngừng cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà cung cấp sau đó bắt đầu cắt giảm biên chế cắt giảm bộ phận cho đến mấy ngày trước khi tiền trong tài khoản công ty chỉ đủ trả lương tháng cuối cùng của một số ít nhân viên còn lại nguyên chủ nhận mệnh rau và thịt trong kho đều bán cho các siêu thị lớn với giá một nửa giá thị trường đồ ăn dự chế thành phẩm thì là lấy một phần ba giá tiền bán cho đồng nghiệp tô thần kéo tập tài liệu từ đầu đến cuối tâm tình vạn phần phức tạp, lấy giấy bút ra đem tình cảnh trước mắt của mình đơn giản vuốt vuốt. Tin tốt Mặc dù tài khoản công ty và tài khoản cá nhân gần như bằng không, nhưng cũng may công ty cũng không có thứ gì như cho vay, tiền lương khất nợ nhân viên cũng đều thanh toán hết. Tin xấu Tám nhân viên còn lại của công ty cố gắng xin trợ cấp giao thông trong nửa năm qua, mỗi người 200 mỗi tháng, tổng cộng 9.000 người. Mặc dù không nhiều, nhưng lấy không ra. Tô thần bắt đầu suy nghĩ, công ty đóng cửa gì gì đó đều là chuyện sau đó, trước mắt vẫn phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhất là tô thần kiếp trước cũng từng là cái người làm công, 6 tháng giao thông trợ cấp, 1.200 đồng tiền, đối với rất nhiều gia đình mà nói, đủ bọn họ một tháng tiền ăn, số tiền này không thể đen. Tuy rằng ngoài miệng nói trước khi tan tầm cho một câu trả lời thuyết phục, kỳ thật trong lòng tô thần cũng không có chủ ý. Đinh đang lúc tô thần mặc ủ mày châu, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho tô thần cảnh giác ngẩng đầu quét một vòng văn phòng. Không đợi tô thần nghĩ nhiều, tiếng máy móc lạnh như băng tiếp tục truyền đến từ sâu trong đầu. Người chơi phù hợp điều kiện. Mỹ thực hệ trò chơi, đang kích hoạt. Chúc mừng, ngài đã thành công trói định bản game hệ thống 1.0 phiên bản. Không đợi tô thần từ trong kinh ngạc phản ứng lại, theo trong đầu tiếng máy móc biến mất lập tức liền hiện ra một cái màu xanh đậm nữa trong suốt bản điều khiển. Tên người chơi. Tô thần lớp. Không, không, một trăm, kỹ năng. Nôn mục. Không nhiệm vụ chính. Vui lòng nhập từ khóa, khi bạn nhập từ khóa, hệ thống sẽ phân phối cho bạn các nhiệm vụ khác nhau mà bạn có thể chọn. Nhiệm vụ phụ. Không nhiệm vụ ẩn. Không còn phải nhập từ then chốt mới có thể nhìn thấy nhiệm vụ đối với hệ thống xuất hiện tô thần cũng không có kinh ngạc quá nhiều làm một cái thường xuyên xem tiểu thuyết người hệ thống hàng lâm đến trên người của mình đây không phải rất hợp tình hợp lý sự tình sao phất nhanh tô thần cơ hồ không do dự trực tiếp ở trong đầu gọi ra hai chữ này trước mắt chỉ có phất nhanh mới có thể giải ưu a truy tìm xong nhiệm vụ chính tuyến mời người chơi nằm ở trên một cái giường gần đó cũng đi vào giấc ngủ Phần thưởng nhiệm vụ Chăn bông mục tô thần Yên lặng mà đem xuất hiện chủ tuyến nhiệm vụ cự tuyệt rất về sau, tìm thư quyển www chấm com tô thần đối với cái này hệ thống có một cái đại khái ý nghĩ. Là một cái không thế nào ngưu bức hệ thống. Thoáng suy nghĩ một phen, tô thần cẩn thận ở trong đầu kêu gọi ra chính mình cảm thấy tương đối thích hợp với tình cảnh hiện tại mấu chốt. Trả nợ Trên bản trò chơi xuất hiện một hàng chữ đang truy tìm tình cảnh người chơi, bất quá chỉ là thời gian rất ngắn, liền hiện ra càng nhiều văn tự. Nhiệm vụ chính tuyến 1 Nên trả thì trả Xin sử dụng hệ thống tặng tân thủ đại lễ bao thành công tìm được một phần công tác hậu trù, cũng đem nợ nần trả hết. Chấp nhận, từ chối, nhiệm vụ khen thưởng. Tân thủ đại lễ bao một, nhiệm vụ chính thứ hai. Trả nợ tiền. Vui lòng sử dụng chức năng phòng thực hành ẩm thực, vui lòng tận dụng tối đa số nguyên liệu còn tồn tại trong kho của bạn để giải quyết tình trạng khó xử hiện tại của bạn chấp nhận từ chối nhiệm vụ khen thưởng ẩm thực phòng luyện tập chức năng vĩnh viễn mở ra ta lần này truy xuất xuất hiện hai nhiệm vụ để lựa chọn đối với nhiệm vụ thứ nhất tô thần chỉ nhìn thoáng qua nói trắng ra chính là lợi dụng hệ thống tặng thưởng tìm một công việc làm công trả tiền ta đều xuyên qua còn đi làm công Tô thần không tiếp nhận, nhưng cũng không vội và cự tuyệt, ngược lại nhìn về nhiệm vụ thứ hai. Tiền nợ, thịt, đồ ăn trả. Trong nhiệm vụ cũng không nói giải quyết như thế nào, chỉ là cho một phương hướng, lợi dụng chức năng của hệ thống cùng nguyên liệu nấu ăn còn thừa trong kho còn chưa bán đi để giải quyết khó khăn. Hơn nữa tô thần đối với cái gọi là phòng luyện tập mỹ thực này cũng có chút tò mò. Cân nhắc lợi hại, tô thần quyết đoán tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai chương không hai ta mỹ thực công ty lão bản biết làm cơm rất hợp lý a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio aspigon Window, aspigon push mỹ vị đến công ty thực phẩm khu văn phòng kỳ thật cái này giao thông bổ phát không phát cũng không có chuyện gì dù sao chúng ta cái này hơn nửa năm cơ hội đều không có gì công tác mỗi ngày đều ở bắt cá quả thật nửa năm nay tôi đã đang cho bạn trai ba cái áo len có thể lĩnh lương tôi cũng có chút ngượng ngùng Vương giả của ta đều từ thanh đồng đánh tới vinh quang, không phải hơn một ngàn sao, lão bản bình thường đối với chúng ta cũng không tệ, nếu không là làm không nổi nữa, ta thật không hy vọng công ty đóng cửa A. À. Sau khi chủ nhiệm văn phòng Lý Minh Đạo từ bên ông chủ trở về, bảy nhân viên còn lại lập tức liếu riếu nghị luận. Đối với câu trả lời tô thần đáp ứng trước khi tan tầm, tất cả mọi người đều không để trong lòng. Nửa năm qua, công ty trên cơ bản không có một chút nghiệp vụ, mọi người bình thường đi làm đều là ai làm việc nấy, có đôi khi trong nhà có việc, chào hỏi liền đi, tô thần cũng sẽ không nói gì. Cứ như vậy, đêm trước khi đóng cửa ông chủ vẫn cắn răng phát lương. Nghe được mọi người nghị luận, chủ nhiệm Lý Minh Đào vỗ vỗ bàn. Giao thông bổ sung là viết ở trong hợp đồng, mọi người nên tranh thủ thì phải tranh thủ. Thấy tất cả mọi người cúi đầu, Lý Minh Đào lời nói thấm thía nhìn về phía mọi người, lại có 20 ngày mọi người phải nghỉ việc, loại thời điểm này nhất định phải đoàn kết lại. Những người khác đều im lặng. Trong 8 người còn lại của công ty, ngoài trừ Lý Minh Đào, trên cơ bản đều là một số sinh viên tốt nghiệp đại học hơn 20 tuổi. Tiền mà, ai mà không muốn. Chẳng qua mọi người cảm thấy công ty đã rất có ý tứ, tuy rằng phần trợ cấp kia là mình xứng đáng, nhưng nhân tình cũng phải nói a. À. Nếu là loại lão bản lòng già hiểm độc này, những sinh viên tốt nghiệp này trực tiếp trọng tài an bài phần ăn. Nhưng ông chủ tô thần này làm thật sự không tìm ra tật xấu gì. Đang lúc Lý Minh Đào còn muốn động viên một phen, hắn tinh mắt nhìn thấy cửa phòng làm việc của ông chủ mở ra. Lập tức đình chỉ thắt lưng, thanh âm cũng đề cao mấy decibel, cho nên nhà, tiền lương đều phát, trợ cấp còn có thể kém mọi người sao. Tô thần vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền nghe được lời khuyên của chủ nhiệm Lý đối với các nhân viên khác trong trí nhớ, vị chủ nhiệm lý này là nhóm nhân viên đầu tiên đến công ty. Bởi vì lúc ấy cùng trường học chuẩn bị chút quan hệ thời điểm xuất lực không ít, hơn nữa người này rất biết chuyện, không bao lâu liền thăng tới chức vị chủ nhiệm văn phòng. Nhưng Tô Thần là loại người thẳng thắn, không thích loại người khéo đưa đẩy này. Tô Thần đi tới trước mặt mọi người. "Thần ca." Thần ca tới rồi bởi vì trong phòng làm việc đều là người trẻ tuổi, mà Tô Thần cũng bất quá 26 tuổi cho nên bình thường những này vừa tốt nghiệp sinh viên đại học đều gọi hắn thần ca ừ mọi người hẳn đều biết tôi muốn nói gì tôi thần tiện tay cầm lấy một cây bút trên bàn xoay quanh tay thần ca nếu thật sự có thể nghe ông chủ nói hết trước được không lý minh đào ngắt lời chàng trai ngày nào cũng đánh vương giả vinh quang kia có vẻ cậu nói nhiều tiểu niên khinh bị quát mắng liếc lý minh đào một cái cất điện thoại di động không nói lời nào Tô Thần nghiêm mặt nói. Mọi người đều biết, mỗi giao thông bổ sung là một 200 hai. Còn hai mươi ngày nữa là kết thúc hợp đồng, tôi hiện tại quả thật không có tiền, nhưng tôi có một phương án. Lý Minh Đào lập tức tiếp lời, ông chủ, mọi người đều biết ngài không dễ dàng, chỉ cần có phương án hợp lý, tôi sẽ nói chuyện với mọi người. Tô Thần không để ý tới Lý Minh Đào, tiếp tục nói, lúc trước công ty áp dụng chế độ ăn bổ, mỗi người mỗi tháng phát 300 nguyên ăn bổ, ở căng tin công ty ăn cơm cần phải trả tiền. Bữa sáng khoảng 5 đồng, bữa trưa khoảng 10 đồng, bữa tối rất ít người ăn, nhưng cũng là tiêu chuẩn 8 đồng. Nói tới đây, Đánh Vương giả Bạch Tiểu Ba lại nhìn không được nói, "Thần ca, cơm bổ ta nhớ rõ phát đủ rồi a." À. Tô Thần khoát tay, "Ý của tôi là, 20 ngày còn lại, mọi người có thể tiếp tục ăn cơm ở công ty sẽ không thu phí." Ăn một bữa, tính tiền một bữa đợi đến khi hợp đồng hết hạn còn thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ nghĩ biện pháp à đúng nhà kho không phải còn có chút thịt và rau dưa chưa bán hết sao trong nhà các ngươi cần cũng có thể mang về tính theo giá thị trường một nửa đây là biện pháp duy nhất tô thần nghĩ ra sau khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên mình chính là một người yêu thích mỹ thực bình thường không chỉ thích ăn thỉnh thoảng cũng thích làm đối với một người tham ăn mà nói chế tác mỹ thực bản thân chính là một quá trình rất hưởng thụ cảm nhận được trình độ nấu nướng của mình tiến bộ đó càng là phương thức lấy lòng mình đỉnh cấp người thời đại này sở dĩ đều không thích nấu cơm trên thực tế không phải bởi vì làm chuyện này có bao nhiêu thống khổ mà là chế biến mỹ thực ở thời đại mới đã biến thành một chuyện xa xỉ đối với đại đa số mọi người một ngày làm việc đã cạn kiệt năng lượng nếu muốn nấu cơm còn phải mua rau rửa rau nấu ăn ăn xong còn phải rửa chén rửa nồi dọn dẹp phòng bếp. Kết quả cửa tiểu khu một phần ghen tuôn khoai tây sợi có thể bán được 8 đồng tiền, cái này không thể so với chính mình nấu cơm bớt việc nhiều hơn. Dù sao tôi ở một mình, cũng không có bạn bè gì, vậy tháng này tôi sẽ ăn công ty rồi. Ta cũng không có vấn đề gì, tìm thư uyển www.giaosusun.com ăn căng tin cũng thuận tiện, còn so với bên ngoài sạch sẽ hơn. Cùng người khác không giống nhau mang găng tay nhân viên vệ sinh a di lộ ra một tia ngượng ngùng lão bản con ta lên trung học nghỉ hè vừa vặn không ai cho nấu cơm ta có thể mang nó tới công ty ăn cơm sao tô thần gật đầu đương nhiên có thể các cậu ai còn có người nhà muốn ăn cơm cũng có thể tới đây thu phí bình thường là được rồi dì vui vẻ nhặt chổi rơi trên mặt đất lên thật tốt quá cơm nước xong nó còn có thể ở công ty học tập chỗ chúng ta nhiều sinh viên như vậy hắc hắc mấy sinh viên đại học làm bộ như không nghe thấy thấy mọi người đồng ý tô thần cũng thở phào nhẹ nhõm như vậy ít nhất tháng này có thể chịu đựng được cũng cho mình đủ thời gian suy nghĩ phương hướng phát triển kế tiếp ông chủ tô thần nhìn về phía lý minh đào hả tôi cảm thấy phương án này của ngài quả thật rất tốt nhưng tôi còn có một nghi vấn anh nói đi tô thần tựa vào bên cạnh bàn ba tháng trước ngài đã sa thải đầu bếp nhà ăn bữa cơm này lúc này những người khác mới phản ứng lại ba tháng trước công ty tiến hành một lần cắt giảm biên chế quy mô lớn cùng tinh giản bộ phận ba tháng này bọn họ sắp quên mất căng tin còn có thể ăn cơm thấy mọi người lại đem ánh mắt hướng về phía mình tô thần nhếch miệng cười buông tay làm một cái thực phẩm công ty lão bản ta biết nấu cơm cái này rất hợp lý đi gô luôn tô thần vừa dứt lời liền rõ ràng nghe được tiếng mọi người nuốt nước miếng. Trong ánh mắt tám người đều lộ ra nghi vấn. Giống như đang nói. Cái này, hợp lý sao? Chương không ba Mỹ thực phòng luyện tập, quả cà khoai tây hầm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, sau khi tô thần rời khỏi văn phòng. Tám nhân viên lâm vào trầm mặt thật lâu, ước chừng qua hơn 10 phút các ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao đánh vương giả bạch tiểu ba đã không xà bẫy rồi hắn bị tin tức này làm cho có điểm tâm không yên lão bản của chúng ta không phải là một cái phá nhị đại sao phá nhị đại cũng biết nấu cơm hắn sẽ không phải là xem đấu âm giáo trình sau đó làm đi ai nói được chỉ cần ăn không chết tôi sẽ ở lại công ty ăn cơm không có nhà ăn ba tháng này tôi đều ăn đồ ăn nhanh nhưng ông chủ nấu cơm cho nhân viên các cậu không cảm thấy là lạ sao? Lưu Thắng Nam đã đang sai chỉ ba lần, cô dứt khoát nhét áo len vào trong tủ không đang nữa. Chủ nhiệm Lý Minh Đào trầm mặt hồi lâu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Chờ tất cả mọi người không nói gì, Lý Minh Đào cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay lúc này mới mở miệng nói, nếu ông chủ đưa ra phương án như vậy, ít nhất ngày đầu tiên tất cả mọi người nể mặt ăn bữa tối trước, sau đó nói thế nào đi. Nói xong, lý minh đào như có điều suy nghĩ đi về phía văn phòng của mình đồng thời còn lấy điện thoại di động ra rất nhanh biên tập một cái uy chát mau thu dọn đưa con trai đến công ty chúng ta buổi tối ở công ty ăn cơm lý minh đào trở lại văn phòng lập tức bắt đầu tính toán sổ sách nếu như mình một nhà ba người này hai mươi ngày đều ở trong công ty ăn cơm lại từ trong nhà kho lấy chút rau dưa thịt đông lạnh gì đó hẳn là kém không nhiều lắm có thể đem chút kia trợ cấp đều cho cầm trở về về phần bảy nhân viên bên ngoài, vẫn ông Hoài Nghi chuyện Tô Thần tự mình nấu cơm cho mọi người. Bạch Tiểu Ba trình giảo Kim lấy không xà 13 chiến tích đạt được thất bại, hắn thật sự là không có tâm tư lại mở một ván. Ông chủ nấu ăn cho nhân viên. Mặc dù là vì gán nợ, nhưng lực xung kích của chuyện này đối với Bạch Tiểu Ba mà nói, không thua gì Trình giảo Kim bị Tào Tháo đơn độc giết, cái này cũng được. Lưu Thắng Nam đêm vừa rồi giật sai địa phương đều cho hủy đi chỉ thu thập xong cũng tỏ vẻ đồng ý dù sao ngây người cũng là ngây người chúng ta đi qua liền nói xem có cái gì có thể hỗ trợ đúng nhiều người ăn cơm như vậy vạn nhất tiểu tô không làm được chúng ta còn có thể giúp đỡ dì phương quét dọn vệ sinh đã sáng tay áo lên bảy người ăn nhịp với nhau lúc này lén lút hướng công ty căng tin chạy tới nhà kho và nhà xưởng của công ty đều ở bên kia khu vườn nhà ăn thì được sắp xếp ở cùng một tầng ký túc xá chuyên cung cấp đồ ăn cho nhân viên trong văn phòng. Mấy người chạy đến căng tin, tô thần đang đứng trước bếp đã ba tháng không khởi động. Chức năng của phòng thực hành ẩm thực cũng quá điên cuồng. Sau khi tô thần lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, hệ thống liền tự động mở ra chức năng này. Phòng thực hành mỹ thực Người chơi có thể lựa chọn tiến vào phòng thực hành tiến hành chế biến mỹ thực, cũng do hệ thống đưa ra đánh giá mỹ vị công bằng nhất. Khiến tô thần cảm thấy điên cuồng chính là, mặc kệ mình ở trong phòng luyện tập ngay người bao lâu ngoại giới tương đương với chính là một cái nháy mắt nói cách khác tô thần hoàn toàn có thể không tiêu hao thời gian trong hiện thực của mình ở trong phòng luyện tập điên cuồng rèn luyện trù nghệ ngoại trừ không cần lo lắng vấn đề cung ứng nguyên liệu nấu ăn ra để cho tô thần chân chính trầm mê trong đó chính là chính mình chỉ cần xử lý tốt phần thứ nhất nguyên liệu nấu ăn sau đó chế tác liền có thể trực tiếp phục chế trước đó xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn Nói cách khác vừa không cần rửa rau cũng không cần thái rau, chỉ cần cho dầu vào nồi trực tiếp đun khô là xong việc. Có chú mới biết điều này tuyệt vời như thế nào đối với một người yêu ẩm thực. Chỉ có một chút đáng tiếc. Chế tác ra mỹ thực, chỉ có thể do hệ thống đến tiến hành đánh giá, bao gồm Tô Thần chính mình đều là không cách nào tiến hành thưởng thức. Cũng đúng, nếu không cả đời này ta cũng lười đi ra ngoài. Khi Tô Thần cho dầu lạc vào nồi lần thứ 83, Trước mắt xuất hiện một hàng văn tự hệ thống nhắc nhở. Phát hiện ra bạn đã học trong phòng thực hành ẩm thực trong 8 giờ, hệ thống chống nghiện được bật, yêu cầu bạn rời khỏi phòng thực hành ẩm thực trong vòng 10 giây. Tôi đã 18 tuổi rồi. 3, 2, trước mắt Tô Thần tối sầm, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước bếp lửa trong căn tin công ty. Nói cách khác, phòng thực hành ẩm thực không thể sử dụng quá 8 giờ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần giơ cánh tay lên chống đỡ tuy nói thân thể không có cảm giác mệt mỏi gì, nhưng luyện tập kéo dài đến 8 giờ, vẫn làm cho đại não có chút hỗn loạn cảm giác. Cũng khó trách hệ thống cưỡng chế rời khỏi, phỏng chừng thứ này hao tổn tinh thần lực. Hệ thống rất nhiều đặc tính còn cần chậm rãi dò xét, tô thần cũng không vội, bắt đầu vòng quanh phòng bếp đánh giá. Tuy rằng đóng cửa căng tin đã 3 tháng lâu, bất quá lúc trước dùng hạ các loại gia vị đều còn có rất nhiều, hơn nữa căng tin này là có thể cung cấp gần trăm người ăn cơm trong phòng bếp đồ vật tự nhiên cũng tự đầy đủ mọi thứ đang lúc tô thần chuẩn bị rửa sạch dụng cụ làm bếp cần dùng đến hôm nay thì bị một giọng nói tò mò cắt đứt động tác thần ca có gì cần hỗ trợ không quay đầu nhìn lại là sáu người tốt nghiệp đại học và dì kia đã tới các cậu đi làm tô thần nói được một nửa lại thu hồi đã đến lúc này rồi còn có công việc gì thật đúng là có ai đến nhà kho lấy chút nguyên liệu nấu ăn tới đây. Tôi lười chạy. Bạch Tiểu Ba nhảy ra, "Em đi em đi. Anh thần, hôm nay ăn gì?" Tô thần ừ một tiếng, "Lấy cà tím, khoai tây, hành tây và tỏi đi." "Này ông chủ, ăn khoai tây hầm cà tím đi." Tôi cũng đi lấy đồ giúp. Lưu Thắng Nam kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bản thân cô là người Cảnh Châu, nhưng bạn trai đại học của cô là người Đông Bắc, chính vì vậy Lưu Thắng Nam mới đang áo len cho bạn trai, mùa đông Đông Bắc, rất lạnh. Trong ấn tượng của Lưu Thắng Nam, mỗi lần đi Đông Bắc cô đều ăn khoai tây hầm cà tím. Trộn cơm cạc cạc chính là huyển. Cho nên nghe được Tô Thần cần nguyên liệu nấu ăn, trong đầu liền trực tiếp hiện ra món ăn này. Tô Thần gật gật đầu, hôm nay thời gian chuẩn bị có chút ngắn, chúng ta ăn cơm nhiều người, liền làm cái nồi hầm tạm được. Cộng thêm công ty mình tổng cộng 9 người ăn cơm, dựa theo lượng thức ăn của khách sạn bình thường ít nhất phải làm 10 món ăn mới đủ ăn. Tô thần một mình làm nhiều như vậy, không có một buổi chiều thời gian thật đúng là đủ sặc. Bạch Tiểu Ba và Lưu Thắng Nam cùng đến kho hàng bên kia khu vườn lấy nguyên liệu nấu ăn, dì Phương sáng tay áo lên đi tới trước bếp. Chút này dùng cụ làm bếp cho ta giặt là được, thật sự là không nghĩ tới, làm lão bản còn có thể nấu cơm a. À. Đối với lời nói thầm của dì Phương, tô thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười vừa xuyên qua liền gặp phải loại chuyện này, tô thần trong chốc lát cũng không có biện pháp khác. Hiện tại chỉ có thể là thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa trả tiền vừa làm nhiệm vụ hệ thống, đồng thời đang cân nhắc một chút phương hướng phát triển của mình. Bốn người khác thấy thế cũng không nhàn rỗi. Tìm thư uyển www sinh com đều bắt đầu giặt khăn lau bàn, cũng không lâu lắm, một cái bàn tròn bậy 10 cái ghế đã bị dọn dẹp đặt ở giữa phòng ăn bạch tiểu ba và lưu thắng nam cũng đã trở lại hai người này ước chừng cầm một túi ni cà tím còn có nửa túi khoai tây cho tô thần đều làm cho có chút bối rối nhiều như vậy có thể ăn hết sao lưu thắng nam có chút ngượng ngùng gãi gãi gáy ăn không hết để ngày mai ăn tô thần yên lặng đếm dựa theo sức ăn của một đại nam nhân bình thường một bữa cơm ít nhất phải một quả cà tím một củ khoai tây hơn nửa một chén cơm nếu cực kỳ đói còn phải thêm một chén cơm Mười người đó là Tô thần lấy ra mười lăm quả cà tím Cộng thêm bảy củ khoai tây Dì Phương rất chủ động gánh vác nhiệm vụ gọt vỏ khoai tây Bạch tiểu ba thì tò mò đi theo sau mông tô thần Nhìn tô thần đã sáng tay áo cầm lấy dao phay Vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi Anh thần, anh thật sự làm sao Tô thần buông tay, nếu không thì sao Hơn một ngàn giao thông của cậu tôi cũng không có tiền cho cậu Nói xong, Tô Thần lại chỉ chỉ bàn ăn đã dọn dẹp xong bên ngoài phòng bếp, "Các người chờ bên ngoài đi, nhiều người nhìn tôi như vậy, ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi." Lưu Thắng Nam lôi kéo Bạch Tiểu Ba, "Đi đi, đừng ảnh hưởng ông chủ nấu cơm." Nói đúng, bị người ta nhìn chằm chằm một lát sẽ không tốt. "Đi rồi đi rồi, chúng ta ngồi chờ ăn cơm." Bảy người lại náo nhiệt rời đi, đợi phòng bếp khôi phục yên tĩnh, Tô Thần hít sâu một hơi. Khoảnh khắc cầm lấy dao phay, cảm giác không ngừng học tập trong phòng luyện tập đã trở lại. Cho nên, có thể bị hệ thống đánh giá là A cấp mỹ vị, lại có thể đạt tới dạng gì trình độ đây. Chương 04 Hắn đến cùng sẽ không biết làm cơm A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trong phòng thực hành ẩm thực, tô thần đem trọng điểm của mình tập trung vào nấu nướng và chấm điểm. Cho nên chỉ là lần đầu tiên xử lý một lần nguyên liệu nấu ăn, sau đó tám mươi mấy lần luyện tập chính là phục khắc nguyên liệu nấu ăn. Giờ phút này, động tác cầm dao phay cắt khoai tây của tô thần cũng không phải rất nhanh. Ôi mẹ ơi, con thấy động tác cắt khoai tây này của cậu ấy rất lo lắng, đừng cắt tay nữa nhé, cách cửa kính phòng bếp, ánh mắt dì Phương bay vào trong. Điện thoại di động Bạch Tiểu Ba liên tục trăng trắc vài cái, nhanh chóng đăng mấy tấm hình trong nhóm bạn bè của mình. Ông chủ tự mình xuống bếp nấu cơm cho nhân viên, yêu yêu nhấn vào gửi đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, rất bình thường, 26 27 năm nhân có mấy người biết nấu cơm, huống chi còn là lão bản loại này người có tiền, bất quá chỉ cần dựa theo đấu âm thượng Mỹ thực blogger đến, hương vị bình thường cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Đúng vậy, chính tôi cũng đã thử nấu cơm, đơn giản chỉ có vài loại gia vị, bỏ vào trong đồ ăn một lần mùi vị thật không kém chút nào. Lưu Thắng Nam nói. T Các ngươi xem thần ca đang làm gì mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ nhìn tô thần hai tay cầm một quả cà tím ngay cả dao phây cũng không cần trực tiếp liền từ giữa bẻ gãy sau đó liền lấy tay đem cà tím bẻ thành từng miếng từng miếng động tác kia cảm giác như muốn đem cà tím bầm xương thành tro bạch tiểu ba yên lặng cúi đầu xóa bỏ nhóm bạn bè vừa đăng sau đó biên tập lại một đoạn văn ăn cà tím có hay không trúng độc nguy hiểm online chờ Lưu Thắng Nam cũng sờ sờ trán, vừa rồi tâm tình còn không sao cả tan thành mây khói, lúc này cũng trở nên thấp thỏm. Lúc này, dì Phương chép miệng. Tiểu Tô có chút tay nghề, còn các con không thường xuyên nấu cơm không biết. Mọi người đều nhìn về phía dì. Có một số nguyên liệu nấu ăn quả thật xé tay ngon hơn dao thái, so với khoai tây thái sợi thì ngon hơn, xé bao thức ăn ngon hơn, không chừng cà tím cũng như vậy. Các vị tốt nghiệp đại học đang ngồi đây, muốn nói làm có thể không hiểu lắm. Nhưng phải nói đến ăn. Ta liền cảm thấy sủi cảo nhân thịt băm so với mấy móc cắt ăn ngon hơn, ta còn có thể ăn ra đây. Hình như thật đúng là, đập dưa chuột còn ngon hơn thái dưa chuột, nguyên lý này là gì? Có thể là do các tế bào sắc và rau quả phản ứng nên không ngon không? Ta cảm thấy không phải, rất có thể là bởi vì tay xé thời điểm đem rau dưa tế bào đều cho xé rách, cho nên rau dưa hương vị có thể càng tốt tản mát ra. Dì Phương nhìn đám sinh viên đại học này đều hết sức nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, trong cuộc đối thoại thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít thuật ngữ bà cũng nghe không hiểu, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Họ có thực sự có thể dạy kèm con trai của họ đang học trung học không? Khác với náo nhiệt bên này. Trong phòng bếp, tô thần thở phào nhẹ nhõm, hoạt động cánh tay một chút. Hơn 10 quả cà tím không ngừng lấy tay xé thành từng miếng, công việc này làm còn rất mệt mỏi cà tím hầm khoai tây món ăn này cũng không có gì khó khăn, bất quá ở trong phòng luyện tập, khi tô thần lần đầu tiên chế tác hoàn thành thời điểm, hệ thống vẹn vẹn cho ra dê cấp bậc chấm điểm. Dựa theo giới thiệu của hệ thống, điểm số là từ dê đến S5 cấp độ. Cấp dê, khó ăn đến nổ tung. Lớp C, có thể ăn nhưng không ngon. Cấp B, mùi vị coi như không tệ. Cấp A, mỹ vị làm cho người ta lưu luyến quên về. Cấp S, một ăn một cái không lên tiếng. Sau đó tô thần liền bắt đầu điên cuồng thử nghiệm, nhớ lại trước kia mình làm người dẫn chương trình đã ăn nhiều món ngon, bắt đầu không ngừng sử dụng các loại gia vị phối hợp. Cuối cùng, ở tô thần lần thứ 83 chế tác kết thúc thời điểm, tìm được món ăn này tốt nhất phối phương. Cà hầm khoai tây, trọng điểm chính là cà phải nhiều, khoai tây phải ít, nếu không sẽ biến thành cà hầm khoai tây. Món ăn này chân chính quan trọng, căn bản không phải thêm gia vị gì, mà là thời gian và trình tự gia nhập các loại nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như khi Tô Thần điều chỉnh thứ tự cà tím và khoai tây vào nồi, điểm số lập tức tăng lên một bậc. Lại đem tỏi băm đã thêm vào khi xào đổi thành khi cho vào nồi mới thêm, điểm lại tăng thêm một cấp bậc. Có tám mươi mấy lần luyện tập, chỉ cần bỏ qua khâu thái rau, động tác của Tô Thần liền bắt đầu trở nên lưu loát. Đốt lửa đun nóng nồi, trong nồi cho thêm một ít dầu lạc đợi dầu ấm lên một chút cà tím xé tay tất cả đổ vào trong nồi xẻng sắt trong tay bắt đầu không ngừng xào cà tím bất quá bao lâu có thể nhìn thấy quả cà vốn đầy đặn bắt đầu trở nên xẹp lét chính là trạng thái này một chậu khoai tây đã cắt xong cũng bị tô thần ném hết vào trong nồi xào đơn giản vài cái bỏ vào trong một muỗng tương đậu tương cộng thêm xì dầu và xì dầu trong quá trình xào cà tím và khoai tây bắt đầu chuyển sang màu nước sốt. Tô thần đoán chừng thời gian chênh lệch không nhiều lắm, cho vào nồi nước vừa mới không qua nguyên liệu nấu ăn, liền đem nắp nồi đậy lại. Bạch tiểu ba nhìn thấy tô thần đậy nắp nồi xong, có chút khó tin, chỉ cần kéo vài cái như vậy, cộng thêm nước đậy nắp nồi là xong việc. Vốn còn cảm thấy tô thần có chút tay nghề ở bên trong dị phương cũng có chút ăn không chính xác, món ăn này tôi cũng chưa từng làm qua, bất quá hình như là có chút qua loa ha. Lưu Thắng Nam nắm cầm, là người duy nhất từng ăn món này, giờ phút này cô không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng nhất. Ta ở Đông Bắc ăn qua chín tông nhất khoai tây hầm cà tím, tìm thư quyển www chấm com khoai tây nhuyễn miên sa, cà tím mềm dẻo treo vị, nước canh sền sệt vị nồng, rất ăn cơm đấy, nhưng là lão bản. Lưu Thắng Nam dùng kiến thức nấu nướng ít ỏi của nàng phân tích nói, khoai tây chịu chín nấu như vậy một lát chẳng phải là cà tím đều hóa khoai tây còn chưa chín sao mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong ánh mắt lộ ra không tín nhiệm không hề nghi ngờ hiện tại chỉ cần có người nói mình có việc những người khác lập tức sẽ đuổi theo nếu không lưu thắng nam vừa mới mở miệng trước cửa căn tin truyền đến giọng nói của lý minh đào mọi người đang chờ ăn cơm à nào tôi giới thiệu với mọi người một chút bên cạnh lý minh đào là một người phụ nữ tóc dài mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt trên tay dắt một bé trai đây là vợ tôi trương nhã lệ đây là con trai tôi lý tử hàm đến tử hàm chào hỏi các cô chú cái gì mà chú gì là anh chị trương nhã lệ đẩy lý minh đào một cái nhìn về phía mấy người trên bàn ăn chào mọi người hôm nay vừa vặn đi ngang qua em lên xem một chút bạch tiểu ba cùng lưu thắng năm liếc nhau đối với loại lý do thoái thác này lòng người không nói ra ai cũng không nói gì không khí nhất thời có chút xấu hổ những người khác cũng cười xấu hổ có mấy người vươn tay ra vẫy vẫy đối với người trẻ tuổi đương đại mà nói cùng người quen vĩnh viễn có lời nói không hết cùng người không quen biết trên đường cái gặp mặt cũng hận không thể che mặt cũng may cửa phòng bếp đúng lúc truyền đến thanh âm phá vỡ không khí xấu hổ trong căng tin Dì Phương Nấu cơm thêm bao nhiêu nước? Thêm Dì Phương nghiêng đầu thuận miệng muốn trả lời, nhưng chỉ nói ra một chữ, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng chứ. Nghe nói như thế, những người khác, cũng bối rối. Chương năm Quả cà đâu? Thổ đậu đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, bao nhiêu nước để nấu cơm? Đây là câu hỏi mà một đầu bếp nên hỏi sao? Cho dù đầu bếp này là ông chủ. Dì Phương khó có thể tin nhìn tô thần thò ra một cái đầu, nước chưa qua khớp ngón tay đầu tiên là được rồi. Được rồi tô thần rụt đầu về, cửa phòng bếp lại đóng lại, một đám người bên ngoài lúc này thật sự bối rối. Trương Nhã Lệ túng lấy gốc áo Lý Minh Đào xoay người, người vừa rồi chính là ông chủ của anh. Cổ họng Lý Minh Đào phát ra một tiếng ư. Cơm cũng không biết nấu còn làm đầu bếp hay là chúng ta về nhà ăn đi tuy rằng trương nhã lệ cũng có công việc nhưng bình thường thời gian nghỉ ngơi vẫn sẽ ở nhà nấu cơm đối với một người biết nấu cơm mà nói nấu cơm có thể nói là trù nghề nhập môn một người ngay cả cơm cũng không biết nấu còn có thể làm ra đồ ăn ngon gì lý minh đào hạ giọng liếc mắt nhìn những đồng nghiệp khác thấy không ai chú ý đến mình mở miệng nói mắt thấy số tiền này nếu không trở lại có thể nhổ một chút thì là một chút nếu con trai không thích ăn lúc về nhà đến kho lấy chút đồ ăn cậu làm cho nó một phần nhưng hai ta phải ăn a à. trương nhã lệ còn muốn nói gì bị lý minh đào hung hăng trừng mắt một cái cũng ngậm miệng không nói lời nào tô thần hoàn toàn không biết chính mình thuận miệng một vấn đề lại để cho vừa mới đối với mình sinh ra lòng tin nhóm nhân viên lại dâng lên một tia lo lắng ngại thân phận ông chủ của hắn mọi người lại không dám nói gì chỉ có thể trông mong nhìn tô thần ở trong phòng bếp mân mê thậm chí có mấy cô nương đã âm thầm quyết định lát nữa sẽ nói buổi tối gần đây mình giảm béo cho nên uống chút nước là được bên này tô thần cũng nấu cơm theo lời dì phương hài lòng vỗ tay kế tiếp chính là linh hồn của cà hầm khoai tây một bó lớn rau thơm cắt thành từng miếng nhỏ còn có ba quả ớt chuông cắt thành từng miếng nhỏ cuối cùng chính là đem một đầu tỏi cắt thành từng miếng nhỏ món ăn này thêm tỏi và không thêm tỏi hoàn toàn là hai tồn tại cực đoan những công việc đơn giản này khiến cho tô thần đầu đầy mồ hôi xem ra chờ rảnh rỗi còn phải đến phòng luyện tập luyện đao công a nhất là cắt tỏi kia vừa mới bắt đầu còn dễ nói cắt đến cuối cùng còn lại một đâu đâu thời điểm tô thần sợ đem chính mình tay cho cắt đem nguyên liệu đã cắt xong bỏ vào trong một cái bát nhìn lướt qua một vòng tô thần ở trong một đống bình gia vị thấy được thứ mình cần Tử Lâm Trần Giám Chua là một thành phố ở miền Trung, người Cảnh Châu ăn cơm không chua không vui. Nghe nói, hàng năm bị người Cảnh Châu dùng giấm chua dìm chết, đại khái có thể vòng quanh địa cầu hơn 10 vòng. Cho thêm chút giấm chua vào bát, ngâm nguyên liệu vừa cắt xong, tô thần hơi sốc nắp nồi lên nhìn thoáng qua. Bởi vì khoai tây khối cắt được tương đối nhỏ duyên cớ, trải qua gần 20 phút trung hỏa chậm hầm, giờ phút này đã trở nên mềm mại đứng lên nhìn giống như mình làm trong phòng luyện tập, tô thần cảm thấy mỹ mãn vén nắp nồi lên. Cầm sẻn lớn lên, đối với cà tím và khoai tây trong nồi bắt đầu đè lên, cà tím và khoai tây hầm mềm nhũng chỉ bị đè vài cái, liền mất đi hình dạng ban đầu, cà tím bị ép chỉ còn lại sợi bên trong, mà khoai tây thì trực tiếp bị ép dung nhập vào trong nước canh. Đại công cáo thành Tô thần đổ giấm và phụ liệu trong bát vào trong nồi, sẻn trộn đều từ dưới lên trên, nước canh trong nồi vốn bị quấy như vậy, nhất thời trở nên càng thêm sền sệt. Dưới tác động của nhiệt độ cao, mùi giấm mang hương vị của rau mùi và ớt chuông, được khuếch đại vô hạn, với những gì dường như phản ứng kỳ diệu với cà tím và khoai tây trong chảo, hương vị bắt đầu trở nên phong phú. Hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi này, cổ họng tô thần bắt đầu khởi động vài cái. Ở trong phòng luyện tập làm tám mươi mấy lần, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đợi lát nữa nhất định sẽ làm nó ba bát lớn. Tô thần chịu đựng con sâu thèm ăn trong bụng rửa tay, xong rồi, chuẩn bị ăn cơm. Bạch tiểu ba là người đầu tiên vọt vào phòng bếp, để tôi bưng. Bất quá hắn cũng không có làm ra động tác bưng thức ăn, mà là dẫn đầu đi tới trước bếp đánh giá nồi thức ăn này. Ông chủ, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Bạch tiểu ba gắt gao nhìn chầm chầm nồi sắt. Tô thần lau khô tay, tìm cho mình một cái bát lớn, em nói đi. Bạch tiểu ba chỉ vào nồi sắt, hôm nay chúng ta ăn gì nói chuyện công phu những người khác cũng đều tiến vào tô thần bị bạch tiểu ba hỏi có chút mơ hồ cà tím hầm khoai tây các ngươi không phải đều biết sao ông chủ khoai tây đâu tô thần hóa rồi cà tím đâu hỏng rồi vậy đây là cà tím hầm khoai tây bạch tiểu ba cau mày hình như nói hoàn toàn đúng nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng tô thần hừ một tiếng lý minh đào đừng thất thần cùng tiểu bạch mang nồi ra đặt lên bàn lý minh đào đồng dạng cũng là mang theo đồ ăn của mình đi vào hắn cùng vợ trên tay đều cầm hộp cơm cùng đũa của mình ừ trực tiếp mang ra ngoài đi ít đi mấy cái đĩa tôi cũng lười rửa nếu đã làm cơm xong tô thần vẫn là ông chủ lợi của ông chủ đương nhiên phải nghe lý minh đào đưa hộp cơm cho trương nhã lệ đi tới trước nồi sắt làm cái gì vậy? Lưu Thắng Nam thở dài, không giống với cà hầm khoai tây tôi từng ăn. Tuy rằng ta không biết nấu ăn, nhưng ta cũng biết sắc hương vị. Lý Minh Đào nhìn nồi hồ hồ này, các ngươi cảm thấy món ăn này phù hợp với cái nào? Dì Phương lắc đầu. Quên đi, ăn tạm một miếng đi, làm xong rồi. Bạch Tiểu Ba cầm khăn lau đặt tay lên bên cạnh nồi sắt, đi thôi. Hai người nâng nồi lớn, dì Phương ông nồi cơm, một đám người tâm tình phức tạp ngồi ở trên bàn ăn. Tô Thần là người đầu tiên đứng lên múc cho mình nửa chén cơm, sau đó dùng thìa múc thức ăn trong nồi sắt tưới lên trên cơm, đặt trước mũi ngửi ngửi. Chính là mùi vị này. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc đũa trong tay Tô Thần quấy cơm và cà tím khoai tây một chút. Trộn cơm trực tiếp chính là một ngụm lớn. Mẹ kiếp. Đây thật sự là tay nghề của tôi sao? Vừa mới vào cửa, chính tô thần cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. cà tím sợi nát thành sợi treo nước canh nồng đậm, mà trong nước canh lại tràn đầy khoai tây nghiền. một ngụm này đi xuống, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su xuân chấm công vị cà tím mềm mại bị vị khoai tây nghiền các bao bọc lại, chỉ là nhẹ nhàng nhai một chút, mùi tỏi cùng ớt trong nháy mắt liền tản mát ở trong khoang miệng. thẳng đến khi một miếng cơm tràn đầy nuốt xuống, mùi thơm đặc thù của rau thơm lúc này mới phát ra còn mang theo một tia giấm chua đặc biệt thơm ngọt. Trình độ này đặt ở rất nhiều khách sạn cũng coi như cao cấp A. Tô thần một bên há to miệng kéo cơm trộn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc mình làm người dẫn chương trình, rất nhiều nhà hàng khoai tây hầm cà tím cũng sẽ không làm thành như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này ăn ngon thì ăn ngon, nhưng bề ngoài nó không tốt. Hôm nay làm cái này cũng là thời gian không nhiều lắm, đây là tô thần duy nhất có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn đủ 10 người ăn đồ ăn. Nửa chén cơm cũng không có bao nhiêu, tô thần kéo vài miếng bát liền thấy đấy, thỏa mãn đứng lên chuẩn bị cho mình thêm một chén cơm. Sao các người không ăn? Nhìn những người khác trên bàn cơm đều bưng một chén cơm trắng nhìn mình chầm chầm, tô thần có chút buồn bực. Tuy nói đây là ở trên bàn ăn, nhưng tô thần phát ra vấn đề, lại giống như là ở trong phòng họp. Các sinh viên trẻ tuổi đồng loạt cúi đầu, làm bộ đút cơm trắng vào miệng lúc này lý minh đào cười đứng lên tiếp nhận qua muỗng lớn người trẻ tuổi bây giờ chính là miệng chọn lão bản tự mình xuống bếp mùi vị có thể kém sao dứt lời lý minh đào cũng đắp một lớp khoai tây cà tím lên cơm trắng của mình bất quá phân lượng của hắn so với tô thần ít hơn rất nhiều bạch tiểu ba có chút không thể tin được nhìn lý minh đào lúc này cũng đâm sau lưng mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía lý minh đào trong ánh mắt. Tràn đầy hả hê khi người gặp họa. Chương 06 Lý chủ nhiệm, thật là một cái ngoan nhân A, à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trong ánh mắt vui sướng của mọi người, Lý Minh Đào cười tủng tỉm tưới cho cơm của mình một tầng cà tím hầm khoai tây đen sì Đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ. Đám người trẻ tuổi này vẫn còn quá non, nếu ông chủ đưa ra phương án này, nhất định là đã suy nghĩ cặn kẽ. Nếu như bữa cơm đầu tiên đã bị mọi người đã kích, vậy phương án này bị phủ quyết thì làm sao bây giờ? Tình hình kinh tế của công ty ngoài Tô Thần ra, có lẽ Lý Minh Đào hiểu rõ nhất. Tô Thần bây giờ, thật sự là một xu cũng không lấy ra được. Càng đáng sợ hơn chính là, qua 20 ngày nữa, cũng chính là ngày hợp đồng của mọi người hết hạn, ngay cả tiền thuê nhà ở tầng này, cũng phải hết hạn. Ai có thể trong thời gian cuối cùng, nhổ được nhiều lông cừu nhất, người đó chính là người thắng chân chính. Lý Minh Đào nhìn tận cà tím khoai tây trong bát mình, nếu như không phải trước đó biết đây là món ăn ông chủ làm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thứ này nhất định sẽ cho rằng đây là ai bùng hỏng kéo ở phía trên. Không được không được, không thể nghĩ như vậy. Nghĩ đến mình còn phải ăn, Lý Minh Đào vội vàng ném ý nghĩ có chút ghê tởm này ra khỏi đầu, mang theo quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay đẩy đồ ăn của đâu đâu ra, trộn lẫn một muỗng cơm đầy ắp hả? Lý Minh Đào vừa đưa thức ăn vào miệng, mùi thức ăn phong phú chợt lóe lên từ vị giác của hắn. Không đúng. Bởi vì món ăn móc túi quá ít, loại mùi vị này chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lưu lại ở giữa răng môi mùi thơm, phản phất lại đang hấp dẫn lấy vị giác của hắn. Con mẹ nó, ăn nhanh lên. Đầu óc Lý Minh Đào điên cùng truyền đạt mệnh lệnh. Thêm một ngụm nữa. Lúc này đây, Lý Minh đào nửa muỗng cà nửa muỗng cơm trộn lẫn. Oanh! Khi một muỗng cơm trộn này đưa đến trong miệng, trong phút chốc, Lý Minh đào chỉ cảm thấy trong miệng mình đang tiến hành một lần nổ tung mỹ vị trước nay chưa từng có. Mùi vị kỳ diệu gì vậy? Không, không chỉ là mùi vị. Càng nhiều chính là vị. Hương vị cà tím như có như không, treo khoai tây nghiền vừa mềm vừa mì, loại vị này trộn với cơm cũng đủ để cho người ta cuồng huyễn ba chén lớn nếu trộn lẫn với hương vị độc đáo của ớt chuông và tỏi băm. Ha ha ha! Bụng Lý Minh Đào không dễ phát hiện ung ục vài tiếng, hắn vốn còn chưa đói bụng, sau khi ăn một miếng cơm trộn, cư nhiên bắt đầu đói bụng. Là một người trung niên thành thục, Lý Minh Đào nhìn xuống hấp dẫn mỹ vị như thế. Buông bát trong tay xuống, bất động thanh sắc cầm lấy bát của vợ Trương Nhã Lệ. Sao cậu không ăn? Lý Minh Đào cố ý hỏi. Sau đó rất tự nhiên dùng muỗng sắt lớn trong nồi tưới nửa chén cơm nồng đậm cho bà xã. Mấy người trẻ tuổi xem thao tác này hít sâu một hơi khí lạnh. Chủ nhiệm Lý thật sự là một người tàn nhẫn. Vì nịnh bờ lãnh đạo chiêu gì cũng dám dùng A. À. Khó trách người ta có thể làm chủ nhiệm, mẹ kiếp. Trương Nhã Lệ muốn lên tiếng từ chối, nhưng ngại ông chủ của chồng vẫn còn ở đây, đành phải giấu tay dưới gầm bạn hung hăng xoay quanh hông Lý chủ nhiệm 720 độ. Lý Minh Đào cố nén cảm giác đau bên hông. Ôi, đàn bà! Biết búa không? Hiện tại tất cả mọi người cho rằng nồi cà tím hầm khoai tây đen xì này là món ăn tối tăm, nhưng chỉ có người chân chính nếm qua mới biết được nó đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị. Khó trách bát cơm thứ hai của ông chủ cũng sắp khô hết rồi. Trong trường hợp này, với tư cách là Chính xác mà nói, hẳn là người thứ hai ăn được cua. Người đầu tiên ăn cua, đã chuẩn bị bắt đầu làm bát cơm thứ ba. Cho nên làm người thứ hai, đương nhiên phải nhanh chóng múc đầy một chén lớn cho thê tử hài tử. Không chỉ vậy, còn phải mang đầy một bát lớn cho con trai. Cha, con không muốn ăn ba. Con trai Lý Tử Hàm ba tuổi, miễn cưỡng có thể biểu đạt ra ý tứ trong lòng mình. Phục. Nghe được Lý Tử Hàm nói, Bạch Tiểu Ba rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh Bạch Tiểu Ba liền ý thức được chính mình thất thố, lúng túng cười cùng mọi người nói ra, đột nhiên nghĩ tới chuyện vui vẻ. Lý Minh đào lường hắn một cái, ngược lại có chút nghiêm khắc nói với Nhi Tử, Tiểu Hài Tử cũng không thể kén ăn, mau ăn. Nhìn ra được, bình thường ở nhà Lý Minh đào chính là người mặt đen. Nhi Tử có chút ủy khuất cúi đầu gãi đầu ngón tay. Bạch Tiểu Ba thì là một bên làm bộ cúi đầu bới cơm, một bên còn rảnh tay, tìm được nhóm nhỏ trong công ty trong nhóm nhỏ này đều là một đám người trẻ tuổi bọn họ bình thường chuyên môn lấy ra chăm chọc chuyện công ty ai biết còn chưa chăm chọc vài ngày công ty đều sắp đóng cửa cho nên nhóm này đã rất lâu không phát huy tác dụng nên có của nó lý chủ nhiệm thật ác a à, nhi tử nói không muốn ăn đại tiện hắn còn bảo nhi tử đừng kén ăn ngoan nhân Diên dông diên dông diên dông điện thoại di động trên bàn cơm không hẹn mà cùng vang lên âm nhắc nhở uy chát, bạch tiểu ba nhướng mí mắt chú ý quan sát phản ứng của các đồng nghiệp khác. Ai không đúng, sao ông chủ cũng cầm điện thoại di động lên? Vâng, giám đốc ly, sao ông lại? Mẹ ruột loại ta. Bạch tiểu ba vội vàng bỏ bát cơm lại cầm lấy điện thoại di động, quả nhiên. Mỹ vị đến công ty làm việc nhóm chủ nhiệm lý, ý tôi là. Lý Minh Đào đen mặt khoát tay, sau này chú ý lời nói của mình. Nói xong, đặt bát con trai về, con ngoan, ăn nhanh lên. Hô hô. Bạch Tiểu Ba thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm Lý hôm nay rất dễ nói chuyện. Thật tình không biết, Lý Minh Đào nhìn thấy tin tức, mặc dù có chút bốc hỏa, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện khác. Trọng điểm hiện tại là cơm khô. Trương Nhã Lệ mặt ủ mày châu nhìn chầm chầm thức ăn tràn đầy trong tay, tiểu mập mạp Lý Tử Hàm kẹp ở giữa thì có chút ủy khuất dùng thì múc một ít thức ăn đưa vào miệng. Lúc còn nhỏ, hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với tình thương của phụ thân. Tại sao ba lại muốn con ăn ba? Nhưng sau khi Lý Tử Hàm ăn một miếng, lại cảm thấy rất ngon, vội vàng ăn thêm một miếng nữa. Hả? Ba ba ăn ngon đứa nhỏ ba tuổi cũng không có quá nhiều phương thức biểu đạt. Sau khi thưởng thức mỹ vị trong bát, Lý Tử Hàm cũng không nói lời nào, vùi đầu chính là huyễn. Trên khuôn mặt đô đô thịt hai bên đều dính hạt gạo, cơm này ngon hơn nhà trẻ nhiều. Lý Minh Đào cũng chuẩn bị bắt đầu múc bát cơm thứ hai. Lúc này, tô thần đã ăn xong ba chén cơm. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê chấm giao chấm. mọi người ăn trước đi, cơm nước xong mọi người chuẩn bị tan tầm đi tô thần đặt bát xuống sờ sờ cái bụng thỏa mãn rời khỏi căng tin sau khi ra khỏi căng tin tô thần lập tức trở về phòng làm việc của mình hơn nữa còn khóa trái cửa không thể chờ đợi được bắt đầu nhìn về phía trong đầu hệ thống bản điều khiển vừa rồi hệ thống lại có biến hóa mới bên kia sau khi tô thần đi không khí trong căng tin rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều ngươi không phải nói ngươi thích nhất ăn khoai tây hầm cà tím sao Bạch Tiểu Ba đã quên chính mình vừa rồi hành vi cố ý trêu chọc cô nương bên cạnh hắn. Lưu Thắng Nam đẩy đẩy kính mắt, không muốn phản ứng với anh ta, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bạn trai. Lý Minh Đào thì thấp giọng nói với Trương Nhã Lệ, "Mau ăn đi, ăn ngon lắm, em nếm thử sẽ biết." "Mẹ, con còn ăn." Con trai Úc Lý Tử Hàm cầm một cái bát không đưa tới trước mặt Trương Nhã Lệ. "Hả?" trương nhã lệ có chút ngoài ý muốn bình thường lúc ở nhà tự mình nấu cơm đứa nhỏ này ăn cơm giống như muốn chết thế nào cũng phải mắng một bữa mới có thể ăn cơm đàng hoàng sao lại đứng dậy múc cho con trai một muỗng cơm nhỏ lại tưới thêm một chút thức ăn thấy lý tử hàm khẩn cấp đào một muỗng lớn liền nhét vào miệng ăn chậm một chút cẩn thận nóng lại nhìn ông xã bên cạnh vừa mới nói chuyện với mình xong đã khoe nửa chén cơm Trương Nhã Lệ cầm thìa, trộn cơm và thức ăn trong bát. Tuy rằng không đẹp lắm, nhưng trộn lẫn hình như cũng không phải bộ dáng không thể chấp nhận. Trương Nhã Lệ an ủi mình, đồng thời cũng đưa một muỗng cơm trộn vào miệng. Chương 7 Thổ đầu hầm quả cà, cho ăn bể bụng lão gia tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Hả? Lần đầu tiên Trương Nhã Lệ vào miệng, đã cảm thấy mùi vị không tầm thường nhất là mùi giấm chua nhàn nhạt kia hợp khẩu vị của cô nhất khác với lý minh đào trương nhã lệ cũng không nghĩ nhiều như vậy miếng đầu tiên cảm thấy ngon cũng rất tự nhiên bắt đầu trộn cơm và đồ ăn lên bắt đầu ăn lúc này bạn trai lưu thắng nam gọi video tới bảo cậu không nói ông chủ của cậu tự mình xuống bếp cho cậu sao thật trâu bò cho tôi xem xem ăn cái gì Lưu Thắng Nam có chút thẹn thùng đem camera nhắm ngay đại thiết qua, lão bản khả năng lần đầu tiên, cho nên làm. Trong video Nam sinh kích động hô một tiếng, khoai tây hầm cà tím, no chết lão gia tử. Lưu Thắng Nam Đồ ăn này đều vui vẻ làm, tôi muốn có ông chủ này thì thật tốt quá, mỗi ngày ăn căng tin. Lưu Thắng Nam có chút mơ hồ, nhưng lúc anh đi Đông Bắc, em mang anh đi ăn cũng không như vậy. Lúc Lưu Thắng Nam mở video, các vị đang ngồi đều nghe được cuộc đối thoại giữa cô và bạn trai. hại, nhà ai tiệm cơm nhi vui vẻ cho ngươi làm món này a, à? như vậy ăn cơm, một món đủ ăn một nồi cơm rồi. gọi cái này ai còn gọi món khác a, à? thắng nam, ngươi hỏi một chút các ngươi lão bản còn chiêu người không, ta cũng muốn đi các ngươi công ty làm việc. như vậy hai ta có thể. lưu thắng nam vội vàng cúp điện thoại. một đám người ăn dưa lập tức ngồi thẳng người, làm bộ như không nghe thấy gì ý là, thứ này chỉ có người nhà mới vui vẻ làm. Hương vị cũng được. Bạch Tiểu Ba vẫn không thể tin được. Dì Phương cũng đã sớm bắt đầu ăn, chỉ có điều vừa rồi vẫn vùi đầu làm cơm, thật sự là không nói được. Lúc này thừa dịp đi múc bát cơm thứ hai nói, ăn ngon lắm, các con mau nếm thử đi. Lúc này Bạch Tiểu Ba cũng nhìn không được, múc cho mình một muỗng trong bát, thăm dò trộn cơm cũng bắt đầu ăn. Nằm rảnh. Bạch Tiểu Ba vừa mới ăn một miếng, lập tức phát ra một tiếng khen ngợi, ăn ngon thật. Một người nói ăn ngon, có lẽ là giả. Hai ba người nói, người khác không thể không tin. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao cầm thì múc thức ăn cho mình. Ai? Hình như thật đúng là không tệ. Bằng bằng bằng, ông chủ có tay nghề này mở công ty gì chứ, mở một nhà hàng nó còn có thể đóng cửa sao? Chính là làm khó coi, cái này nếu là đẹp một chút, vậy còn không tại chỗ cất cánh. Mấy người trẻ tuổi một bên ăn cũng không dừng lại được miệng, không khí nhất thời trở nên nóng bỏng. Mà giờ phút này, tô thần đã dẫn đầu trở lại trong văn phòng, nhìn trong đầu không ngừng lóe lên văn tự nhắc nhở có chút hưng phấn. Lưu thắng Nam Mỹ vì giá trị 9, Bạch Tiểu Ba Mỹ vì giá trị 11. Lý Minh Đào Mỹ vì giá trị 1, vừa rồi lúc ở căng tin, Lý Minh Đào bắt đầu ăn miếng đầu tiên, trong đầu Tô Thần liền hiện lên văn tự nhắc nhở như vậy. Cho nên Tô Thần mới vội vã cơm nước xong nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình. Sau mỗi lần nhắc nhở văn tự hiện lên, điểm kinh nghiệm phía sau cấp bậc trên bảng điều khiển đều tăng lên. Điểm kinh nghiệm cũng không phải thông qua làm nhiệm vụ đến thu hoạch, mà là có người ăn ta làm đồ ăn, hơn nữa cảm thấy ăn ngon mới có thể thu hoạch được. Hơn nữa giá trị mỹ vị đạt được vẫn là giảm dần. Giống như lúc Lý Minh Đào vừa mới bắt đầu ăn, trực tiếp cung cấp 9 điểm kinh nghiệm, ăn đến bây giờ đã biến thành 1 điểm. Nhìn khoảng cách 100 điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp càng ngày càng gần, Tô Thần xoa xoa tay có chút chờ mong. Sau khi thăng cấp, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? 88, 100. 93, 100. 97, 100. Hả? Khi điểm kinh nghiệm đi tới 97, Tô Thần đợi vài phút cũng không có người tiếp tục cung cấp điểm kinh nghiệm chuyện gì xảy ra tô thần đứng dậy chuẩn bị đi căng tin nhìn xem còn không đợi đi tới căng tin đã nghe được tiếng cãi vã bên trong đá kéo vải ai thắng ai ăn lý chủ nhiệm ngài cho bình luận phân xử bạch tiểu ba đều ăn xong ba chén ta mới ăn một chén ta còn chưa có ăn no đâu điểm này có phải hay không nên ta ăn ông chủ cũng không có quy định mỗi người ăn cơm không được vượt quá ba bát a à, tôi ba bát tôi cũng chưa ăn no bình tĩnh mọi người bình tĩnh một chút bố ơi con vẫn muốn ăn giờ phút này trên bàn tròn trong căn tin dương cung bạc kiếm vừa rồi tràn đầy một nồi lớn đồ ăn không ai ăn khi tất cả mọi người phát hiện đồ chơi này cư nhiên ăn ngon như vậy nhau nhau mở ra hình thức cơm khô bạch tiểu ba ăn nhanh nhất Mới đầu mọi người còn không cảm thấy cái gì, nhưng theo đồ ăn trong nồi càng ngày càng ít, một cô nương khác đều sắp sốt ruột muốn chết. Cô gái tên là Hà Thư Đình, thân cao 1m68, cân nặng 101, cũng coi như là mỹ vị đến công ty nhan sắc đệ nhất. Vì quản lý dáng người, Hà Thư Đình ăn cơm vẫn luôn ăn rất ít, hơn nữa còn nhai kỹ nuốt chậm, bởi vì nghe nói ăn như hổ đói cũng sẽ béo lên lúc trước tuyển hà thư đình là lo lắng đến công ty sau này có thể sẽ khai thác con đường truyền hình trực tiếp mang hàng này ai có thể nghĩ đến còn không đợi nghiên cứu phân đoạn này nghiệp vụ chủ yếu của công ty trực tiếp tuyên bố sinh non bởi vì lúc trước ký hợp đồng với hà thư đình không có nghiệp vụ cô cũng kiếm được tương đối ít cho nên mới không bị sa thải ít nhất thỉnh thoảng rót một cốc nước gì đó vẫn có thể tranh chấp lúc này cũng xuất hiện giữa hà thư đình và bạch tiểu ba vậy cậu nói làm sao bây giờ? Hà Thư Đình bưng bát, thở phì phò nhìn Bạch Tiểu Ba. Những người khác đều không dám nói chuyện. Dù sao, tô thần làm phân lượng rất đủ, mọi người trên cơ bản đều là ăn no, có một miếng này không có một miếng này, cũng không kém quá nhiều. Hoặc là đá kéo vải, ai thắng người đó ăn. Hoặc là, liền ta ăn. Ai bảo lần trước cô chơi giao luôn đi theo xạ thủ, không cùng mình đại sát trình giảo kim tứ phương. Chủ nhiệm Lý, anh nói gì đi? Hà Thư Đình gấp gáp dậm chân. Muốn tôi nói à, Lý Minh Đào cầm muỗng đầy trong tay, hắn đã ăn bốn chén cơm, các người. Ai? Ông chủ đến rồi. Ông chủ đến phân xử, rốt cuộc nên cho ai ăn cái thì này. Nhìn thấy tô thần đi vào căng tin, mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Đồ ăn trong thìa, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chỉ còn một miếng cuối cùng, vẫn là cạo đáy nồi cạo ra tô thần chép miệng chuyện này khó làm a à? cho bạch tiểu ba đi hắn đã ăn ba chén rồi quả thật nên nhường cho cô nương người ta nhưng đưa cho hà thư định đi mình làm ông chủ sau lưng nhân viên khó tránh khỏi nghị luận lung tung này tô thần đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt ho khang hai tiếng nếu không như vậy mọi người tràn đầy chờ mong phán quyết của tô thần có câu châm ngôn nói rất đúng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí đương nhiên cũng không có bữa tối miễn phí các ngươi ai nguyện ý rửa nồi liền người đó ăn thế nào xì nghe vậy bàn tay bạch tiểu ba vương ra rụt lại món ăn rất ngon nhưng nếu rửa nồi hình như cái giá phải trả cũng quá lớn đi dù sao rửa nồi chính là một chuyện lớn có thể khiến cho nội bộ gia đình mâu thuẫn hà thư đình ngạo kiều đoạt lấy thì trong tay lý minh đào tìm thư uyển còn cố ý tiến đến trước mũi ngửi ngửi lúc này mới hài lòng đem đồ ăn tưới lên nửa chén cơm của mình. Pằng 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 ngay cả tiếng ăn cũng lớn hơn. Hà Thư Đình Mỹ vị giá trị 99 hả? Tô thần có chút tò mò nhìn người dẫn chương trình nhỏ này. Vậy là, cơm cướp được từ tay người khác sẽ thơm hơn sao? Trực tiếp bạo kích. Xem ra, về sau loại hoạt động này phải tổ chức nhiều một chút. Ví dụ như, 10 người ăn cơm, hấp 11 cái bánh bao các loại. Vừa có thể bảo kích, lại không cần tự mình rửa nồi, người chiến thắng còn có thể ăn nhiều cơm một chút, ba thắng. Ngô Mỹ vị. Hà Thư Đình ở trước mặt Bạch Tiểu Ba đem miếng cơm cuối cùng nuốt vào trong bụng, cố ý phát ra âm thanh kỳ quái, khiến cho ánh mắt chủ nhiệm Lý cũng không biết nên nhìn đi đâu. Đi rửa nồi đi Thư Đình, anh đi cùng em. Lưu Thắng Nam giúp Hà Thư Đình mang nồi vào bếp. Anh cũng đi rửa chén. Lý Minh Đào rất chủ động đem bát của vợ và con trai bỏ vào trong bát của mình, đợi một lát, rửa bát xong là có thể tan tầm. Mọi người đều dùng đồ ăn của mình, tự nhiên cũng là tự mình rửa chén của mình. Bạch Tiểu Ba nhìn tất cả mọi người đứng lên đi rửa chén. Sao ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng chứ? Tô thần thì cảm thấy mỹ mãn rời khỏi căng tin. Không cần rửa nồi, kỳ thật nấu cơm cũng không đáng ghét như vậy. Nhưng bây giờ... Tô thần hơi nhắm mắt, tâm thần dừng lại trên bảng hệ thống trong đầu. Lớp 1, 96, 1000 Chương 08 Thực đơn hợp thành công năng, tương khuỷu tay bánh bao lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Windows, Aspigon, Push, Hà Thư Đình một cái bạo kích, trực tiếp làm cho đẳng cấp tô thần từ không lên tới một cấp. Trở lại văn phòng, cách cửa nghe thấy các nhân viên sột soạt chuẩn bị tan tầm, Cuối cùng dì Phương đi còn tắt hết đèn bên ngoài. Lúc này tô thần mới an tâm bắt đầu nghiên cứu. Sau khi nâng cấp, bản điều khiển hệ thống dường như có biến hóa mới. Tên người chơi. Tô thần lớp. 1, 96, 1000, Kỹ năng. Hấp, skill 0, 100, xào, skill 0, 100, 1. Không nhiệm vụ chính tuyến. Tiền nợ lương thực trả, tiến độ 0,6% nhiệm vụ phụ không nhiệm vụ ẩn không chức năng hệ thống phòng thực hành ẩm thực mở cửa trong thời gian giới hạn tổng hợp công thức nấu ăn toàn bộ hệ thống mặt bản trở nên càng thêm chi tiết cụ thể ngoại trừ chính tuyến nhiệm vụ tiến độ ở ngoài hấp dẫn tô thần nhất chính là mới xuất hiện hai cái kỹ năng còn có bởi vì thăng cấp mang đến hoàn toàn mới công năng hấp và xào cũng tính là kỹ năng đáng tiếc là hôm nay thời gian trong phòng luyện tập mỹ thực đã dùng hết nếu không tô thần rất muốn lại đến phòng luyện tập thử một lần về phần công năng tổng hợp thực đơn tô thần cũng có chút tò mò tổng hợp công thức vui lòng kéo nguyên liệu của bạn vào thanh tổng hợp hệ thống sẽ tổng hợp công thức tốt nhất cho bạn ồ tô thần có chút ngoài ý muốn chức năng này quả thực chính là vì chính mình hiện tại đo thân chế tạo trong kho hàng mỹ vị đại bộ phận rau dưa cùng thịt phẩm chất lượng cao đều đã bán cho siêu thị với giá thấp rau dưa còn lại trên cơ bản đều là chút ít rau dưa chịu đựng, chất lượng cũng không phải rau dưa tốt lắm. Nói cách khác, rau dưa và thịt kia, ăn là hoàn toàn không thành vấn đề, cần phải mang ra chợ mua, cũng không phải dễ bán như vậy. Nguyên bản tô thần còn phát sầu một ngày ba bữa đều ăn cái gì, lúc này tốt rồi. Tô thần trước tiên mở máy tính bắt đầu sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong kho. Trải qua nửa giờ lựa chọn kỹ càng, phát hiện trong kho lạnh hiện nay nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất là khuỷu tay heo, tiếp theo chính là móng heo, còn có sườn đông lạnh. Mà trong một nhà kho khác, rau dưa nhiều nhất chính là một ít hoa quả khô, giống như đậu đũa khô, nấm hương khô. Không chỉ vậy. Đối với tô thần mà nói, tuy nói đã từng làm người dẫn chương trình ẩm thực một thời gian, nhưng khi đó nhiệm vụ chủ yếu của mình là thưởng thức, giám định và thưởng thức. Rất nhiều thức ăn, tô thần biết làm thành cái gì hương vị mới ngon nhưng thật muốn chính mình đi làm vẫn là có chút không đầu không đuôi với công thức nấu ăn tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sắp xếp lại tồn kho của mình tô thần thử một chức năng mới tâm ý khẽ động tại hệ thống mặt bản trên liền xuất hiện một cái màu trắng hình vuông khung vui lòng nhập nguyên liệu bạn muốn tổng hợp tô thần không nghĩ nhiều nhập khuỷu tay lợn vào hộp có nên tiếp tục thêm nguyên liệu nấu ăn không? Không thêm vào. Trong đầu từng trận quan mang hiện lên, bất quá trong giây lát, khung vuông vốn màu trắng biến thành màu xanh biếc. Công thức nấu ăn tổng hợp. Khuỷu tay halogen. Có tổng hợp không? Cùng một thành phần, thời gian làm mát 7 ngày, ồ. Tô thần hiểu được. Nói cách khác, nếu như lựa chọn tổng hợp, như vậy kế tiếp muốn sử dụng công thức nấu ăn tổng hợp khuỷu tay heo, phải đợi thời gian làm lạnh 7 ngày qua mới được không việc cấp bách hiện tại cũng không phải nghiên cứu thực đơn mới mà là giải quyết vấn đề bữa sáng ngày mai buổi sáng phát cho mỗi người một cái khuỷu tay kho cái này ai chịu nổi bất quá có một nói một chức năng này rất dễ chơi tô thần lại thử thêm nguyên liệu nấu ăn mới khuỷu tay nấm hương khô Từng giống như trước kia mình cũng chưa từng ăn qua món ăn tương tự khuỷu tay nắm si tai khô bột mì ánh sáng lóe lên, ba cái hộp màu trắng biến thành một cái hộp màu xanh. Công thức nấu ăn có thể tổng hợp. Bánh bao thịt lớn khuỷu tay tương. Có tổng hợp hay không? Bánh bao. Cảnh Châu là thành phố lớn ăn mì, ở trong nước có biệt danh là Vương quốc Cát Bôn. Đối với một người Cảnh Châu mà nói, một ngày không uống chút nước Cát Bôn, quả thực ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Lần này không có quá nhiều do dự. Quyết đoán lựa chọn hợp thành. Chúc mừng ngài, đạt được sách dạy nấu ăn mới, bánh bao thịt cùi chó tương. Theo khung vuông biến mất, tô thần chỉ cảm thấy trong đầu giống như có thêm thứ gì đó. Tương. Ừ. Là phương pháp chế biến cụ thể của bánh bao thịt. Chỉ là ôn tập trong đầu một lần, tô thần cũng nhịn không được nuốt vài cái nước miếng. Nếu không là buổi tối ăn quá nhiều, hận không thể hiện tại đi căng tin nhanh chóng hấp một lòng bánh bao ăn không biết có phải có liên quan đến bữa cơm tối dùng một lần 8 giờ trong phòng luyện tập hay không, lúc tô thần nằm trên ghế suy nghĩ đã bắt đầu mệt trả rời. Theo màn đêm buông xuống, dần dần đi vào giấc ngủ. Mà đồng thời, về đến nhà Lý Minh Đào thoải mái nằm trên sofa. Hôm nay ăn no rồi, tôi ăn bốn bát cơm. Trương Nhã Lệ thu dọn quần áo cho con trai, đừng nói con, hôm nay tử hàm đã ăn hai chén cơm rồi ông chủ của con nấu cơm thật ngon. Ăn rất ngon, đáng tiếc, ăn không được mấy ngày. Lý Minh Đào xoa bụng có chút phiền muộn. Trương Nhã Lệ buông quần áo bẩn trên tay xuống ngồi trên sofa, không phải anh nói hợp đồng còn hai mươi mấy ngày nữa mới hết hạn sao? Em còn chuẩn bị trong khoảng thời gian này sẽ đến công ty anh ăn cơm. Lý Minh Đào ngồi dậy thở dài, hôm qua tôi đã tìm một công việc mới, cũng ở khu công nghệ cao, mấy ngày nay phải đến công ty mới làm việc. Trương Nhã Lệ trừng mắt, tìm được công việc mới anh không nói với em sao? Lý Minh Đào nhẹ gật đầu, lại câu mày, ta vốn chuẩn bị tối nay liền cùng lão bản nói tới, kết quả chỉ lo ăn cơm. Ban ngày Lý Minh Đào chuẩn bị nói với tô thần chuyện từ chức. Bất quá hắn nghĩ, từ chức trước có thể hay không đem chính mình kia một ngàn hai giao thông tiếp tế lấy về, kết quả không nghĩ tới tô thần làm như vậy vừa ra. Buổi tối lại chỉ lo ăn cơm, tìm thư uyển sợ cơm ngon như vậy mình ăn không đủ no cứ thế quên mất chuyện này không biết ngày mai ông chủ tô làm cơm gì ai sợ là ăn không được mấy ngày rồi trương nhã lệ cũng thở dài theo đột nhiên linh quang chợt lóe lên lúc trước không phải anh nói công ty sắp đóng cửa rồi sao ban ngày các anh có chuyện gì chỉ cần chào hỏi là được sao đúng vậy lý minh đào nhìn vợ không biết đối phương rốt cuộc muốn nói gì trương nhã lệ bẻ ngón tay 7 giờ rưỡi sáng anh đến công ty quẹt thẻ, sau đó ăn sáng, chào hỏi, 8 giờ đến công ty mới quẹt thẻ, như vậy được không? T. Ý của ngươi là? Trương Nhã Lệ càng nói càng hăng hái, cảm thấy mình thật là không vặt, đợi đến trưa, cậu ở công ty mới gửi thẻ tan ca trước, sau đó quay về Mỹ Vị để quẹt thẻ tan ca ăn cơm, như vậy không phải. Như vậy vừa có thể chơi không cơm của ông chủ, lại không làm chậm trễ tôi đến công ty mới làm việc hoàng mỹ. Hai người ăn nhịp với nhau, dọn dẹp nhà cửa xong vui vẻ đi ngủ. Một đêm không nói gì. Chờ đến khi tô thần mở mắt ra, mới 4 giờ sáng. Hơn 6 giờ tối liền đi ngủ, 4 giờ sáng thức dậy, thời gian ngủ đủ, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Giờ tôi vô gia cư rồi. Cũng may lúc trước trong phòng làm việc một mình ngăn ra một gian phòng nhỏ, bên trong bầy biện đồ dùng sinh hoạt thường ngày còn có một cái giường. Dùng để ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản rửa mặt một chút, tháng 8 cảnh châu, chân trời đã nổi lên một tia cá bụng trắng. Bánh bao thịt lớn. Bắt đầu. Chương không chín. Thành công chế tác S cấp tương khuỷu tay bánh bao lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, thời gian còn sớm, trong công ty lúc này sẽ không có người đến. Tô Thần đành phải tự mình đi trước kho lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Lần này, ước chừng từ kho lạnh lấy được 5 cái khuỷu tay lớn. Lại từ trong khố phòng bên cạnh kho lạnh lấy một túi nấm hương khô, cộng thêm mấy củ hành tây. Một ngày trước, Bạch Tiểu Ba và Lưu Thắng Nam lấy không ít hành gừng tỏi trong kho, nguyên liệu phụ trong căn tin tạm thời đủ dùng. Sau khi trở lại nhà ăn, Tô Thần cũng không có trước tiên tiến vào phòng luyện tập mỹ thực đầu tiên là dùng nước ngâm nắm hương khô sau đó tìm một thùng inốt lớn chuyên dùng cho thịt kho đặt lên bếp khuỷu tay kho không có gì quá khó khăn hơn nữa trong công thức nấu ăn tổng hợp đem quá trình khuỷu tay kho nói vô cùng chi tiết chỉ cần thao tác theo là được sau khi rửa sạch khuỷu tay cho thêm một loạt gia vị thịt kho của lá thơm bát giác vào nồi nằm cái khuỷu tay lớn bỏ vào trong thùng vừa vặn cuối cùng là đổ bột mì vào chậu thêm đường trắng và bột men để bắt đầu và và 15 phút nữa. Tô thần lau mồ hôi trên trán. Sau này cao thấp phải cưới một người vợ yêu mặt mới được. Bột mì hòa hảo đặt ở trong chậu lớn, lại đắp thêm một tầng mạng giữ tươi, nước hầm khuỷu tay lúc này cũng sôi trào. Đặt đồng hồ báo thức 20 phút sau, tô thần cảm thấy mỹ mãn đi vào phòng luyện tập mỹ thực. Hả? Vừa tới phòng luyện tập mỹ thực, tô thần liền phát hiện nơi này có khác biệt rất lớn lần đầu tiên tới phòng tập trong giống hệt phòng bếp trước kia của tô thần lần này đi vào phòng luyện tập lại biến thành bộ dáng mỹ vị đến căng tin công ty lười suy nghĩ những thứ này dù sao đều là địa phương mình rất quen thuộc mì gói cùi chỏ sốt tương nấm hương hành tây ớt chuông trong phòng luyện tập mỹ thực tô thần chỉ cần tâm ý khẽ động nguyên liệu nấu ăn sẽ tự động xuất hiện trong tủ lạnh trong phòng bếp biến thành phòng bếp của công ty Tô thần càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Đặt một khuỷu tay lớn lên đĩa rau. Khuỷu tay vừa mới kho xong chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên, xương cốt liền trực tiếp tách ra khỏi toàn bộ khuỷu tay lớn. Da khuỷu tay mềm mại hơi lay động, mặt ngoài là màu tương phát sáng, một khối thịt nạc bị xương cốt mang ra bốc hơi nóng, sẽ rách lớp da khuỷu tay tràn đầy collagen protein bên ngoài. Giống như chỉ cần bỏ vào trong miệng, căn bản không cần nhai sẽ hòa tan chỉ là nhìn đã làm cho miệng người ta nhịn không được tiết ra nước bọt. Tô thần cố nén con sâu tham ăn trong bụng, cẩn thận tách thịt khuỷu tay và da, bởi vì hầm rất nát, bước này cũng không có gì quá khó khăn. Sau đó đem thịt khuỷu tay cùng da đều cắt thành khối vuông kích thước 1cm. Nấm hương, hành tây, còn có ớt chuông toàn bộ cắt thành từng miếng nhỏ. Làm xong những thứ này, tô thần đem trạng thái nguyên liệu nấu ăn trước mắt, lưu trữ, hít một hơi thật sâu, Lúc này mới bắt đầu dựa theo trình tự công thức nấu ăn trong đầu thử chế biến. Bánh bao thịt cùi chỏ thông thường là gói thịt cùi chỏ kho lại hấp, nhưng công thức này. Tô thần nhớ rõ trước kia khi mình ở thành phố Trường An thăm dò cửa hàng, nơi đó có một cửa hàng bán bánh bao nhân thịt cùi chỏ đặc biệt tốt. Lúc ấy Tô thần còn cố ý quan sát cách làm của ông chủ. Về cơ bản chính là thịt khuỷu tay kho, phối hợp với ớt chung gói lại rồi hấp. Chỉ là công đoạn đơn giản như vậy, bánh bao thịt tô thần nắm tay lớn như vậy liền khô sáu cái. Mà lúc này học được sách dạy nấu ăn, cùng trước kia quen thuộc có chút bất đồng. Trước tiên dùng dầu xào hành gừng băm thơm, sau đó xào hành tây mềm. Không thể không nói, hành gừng và hành tây chính là một thứ rất thần kỳ, chỉ dùng dầu nóng xào, đều cảm thấy mùi vị này rất thơm. Khi nắm hương vỡ thêm vào, mùi vị lại trở nên phong phú hơn. Thịt khuỷu tay đã chín, một lần nữa trở lại nồi tiểu hỏa từ từ sao. Bởi vì khuỷu tay tương đối lớn, sau khi kho chín màu da rất đẹp mắt, nhưng thịt nạc bên trong vẫn bảo trì màu sắc ban đầu. Trong lúc xào lại đồng thời thêm vào bánh mì nướng và tương đậu tương, tất cả thịt đều biến thành màu tương. Hai lòng múc miếng thịt cùi chỏ đã đổi màu vào trong chậu, lại đổ hạt tiêu vào trong đó, tô thần lấy đũa bắt đầu quấy. Hả? Đôi đũa vừa xoay một vòng. Thịt khuỷu tay vốn hình vuông nhất thời đã bị quấy nát bấy cái này tô thần có chút buồn bực một lần nữa đọc tài liệu lần này không có đem khối thịt bỏ vào trong chậu mà là trực tiếp đem hạt tiêu vỡ đổ vào trong nồi dùng sản sắc nhẹ nhàng bốc lên bước cuối cùng tô thần đem một liều thuốc đã cắt xong cán thành vỏ ngoài mỏng trong giày dùng thì đào nhân thịt đầy áp đặt lên một phút nữa nhìn một cái bánh bao trong nồi tô thần thở dài quả nhiên thủ pháp vẫn còn hơi lạ bánh bao gói kỹ đứng yên trong lòng hấp ba phút sau đó mới nổ súng trong phòng luyện tập tô thần cũng không cảm thấy mệt mỏi tám tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh vì sao vẫn là cấp a chẳng lẽ cấp s có bí quyết đặc thù gì sao còn nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa phòng luyện tập tô thần cau mày nhìn bánh bao vừa mới ra lò đại khái là có sách dạy nấu ăn trợ giúp lúc này chỉ là lần thứ ba tô thần liền chế tác ra bánh bao đánh giá cấp a còn lại 7 giờ, vô luận tô thần thay đổi như thế nào, cũng không thể tiến gần hơn một bước. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian, mỗi lần bánh bao vừa hấp, tô thần lập tức đi làm nhân thịt mới. Đến nỗi độ thuần thục của hai kỹ năng hấp và xào trên bảng điều khiển hệ thống đều đầy. Không có đạo lý A, à? tìm thư uyển www sinh com đã dựa theo sách dạy nấu ăn từng bước từng bước làm, không có một chút chênh lệch, vì cái gì sẽ không đạt tới S cấp bậc đâu. Nửa giờ cuối cùng, Tô Thần ngừng lại, bắt đầu tự hỏi. Lần đầu tiên từ cấp B đến cấp A là bởi vì Tô Thần nghĩ thông suốt một vấn đề. Cách làm của loại bánh bao này là kết hợp phương pháp chế biến bánh bao nhân thịt cùi chỏ bình thường với bánh bao nhân thịt tương, cho nên mùi vị tương cũng là một bước rất quan trọng, mà cùi chỏ nhân thịt kho tốt, mùi vị tương gia đã rất nồng đậm. Sau đó lúc xào, Tô Thần xào thịt bên trong trước, cuối cùng bỏ cùi chỏ vào trong nồi điểm số lập tức tăng lên một cấp bậc. Nhưng sau đó, cho dù tô thần thử như thế nào, điểm số vẫn dừng lại ở cấp A. Rốt cuộc phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Tô thần nâng cầm thì thào tự nói, nhìn chầm chầm một nội nhân thịt vừa mới xào xong. Bánh bao thịt cùi chỏ. Bánh bao thịt muối. Bánh bao thịt muối sử dụng thịt ba chỉ, lúc chế tác là trực tiếp dùng thịt sống xào chế biến, chẳng lẽ là. Khoảng cách phòng luyện tập đóng cửa thời gian, còn có 10 phút. Tô thần nghĩ tới một loại khả năng. Thử lại lần cuối. 8 giờ luyện tập, thủ pháp làm bánh bao của tô thần đã thành thục hơn rất nhiều, có thể so với sư phụ trong khách sạn còn có chênh lệch, nhưng một cái bánh bao cũng chỉ cần hơn 10 giây là xong. Một phút nữa thôi. Tô thần gắt gao nắm chặt thời gian, vô luận có thể hay không nhìn thấy chấm điểm, bánh bao tuyệt đối không thể sớm ra khỏi lòng, nếu không chấm điểm sẽ chỉ biến thành dê cấp. 30 giây. Tô thần đội hơi nóng trên nắp nồi, nhanh chóng lấy bánh bao duy nhất ra. Phòng luyện tập chấm điểm âm thanh, đúng lúc nhớ tới. Bánh bao thịt khuỷu Tây tương, điểm. S. Chương 10. Phương A Di trợ giúp, bánh bao nhập lòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Ho. 8 giờ, không nhiều không ít. Tô Thần vừa mới nhìn thấy cấp bậc chấm điểm, người cũng đã về tới phòng bếp của căng tin công ty. Đồng hồ báo thức đặt trên bàn, mới qua được một giây. Quả nhiên ta đoán không sai. Vào thời khắc cuối cùng, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến có một loại khả năng hay không. Vốn là sau khi giò kho chính là có thể ăn, sau khi xào với lửa nhỏ, sẽ bốc hơi nước bên trong, bởi vậy lúc ăn phần thịt nạc sẽ có chút củi, cho nên một lần cuối cùng thử trộn nhân bánh tô thần lựa chọn bỏ thêm một ít nước canh còn lại của thịt kho vào. Ngâm một lát, chờ nước canh bị thịt hấp thu mới bắt đầu gói bánh bao. A à, cấp cà tím hầm khoai tây liền có thể cho người hương mơ hồ rồi, cái này ép cấp bánh bao thịt lớn, được làm mùi vị gì đâu. Nghe tiếng nước sôi ùng ục, tô thần đã bắt đầu chờ mong. 20 phút đồng hồ báo thức vang lên. Tô thần đem lửa hầm khuỷu tay tắt đi, đây cũng là một chút kinh nghiệm lúc thịt kho phải hầm một lát lại tắt lửa ngâm một lát để hương liệu đầy đủ bị thịt hấp thu chờ đợi thời gian ngâm bột mì bên kia đã trở nên lớn hơn gần gấp đôi hơi lôi kéo một chút trong bột mì tràn đầy lỗ khí mặt này phát không tệ lần đầu tiên làm đã có thể làm đến trình độ này tô thần vẫn vô cùng hài lòng với bản thân trải qua nhiều lần xoa bóp sau khi bài tiết tất cả bong bóng bên trong bột mì ra ngoài từng liều từng liều nhỏ được tô thần cắt kỹ đặt ở trên thớt, đắp lên một tầng màng giữ tươi phòng ngừa hông khô, đồng thời còn có thể làm cho bột mì tiến hành tỉnh táo lần thứ hai. Dưới sự chờ đợi và thao tác lặp đi lặp lại. Thời gian đã tới 6 giờ rưỡi. Gần 2 giờ lưỡi nhỏ hầm chậm cùng ngâm đi ngâm lại, năm khuỷu tay lớn trong thùng đều bị nhiễm một tầng màu tương mê người, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mùi thịt nồng đầm. Rốt cục có thể bắt đầu gói bánh bao. Tô thần cố nén xúc động muốn gặm một cái khuỷu tay lớn trước, cẩn thận từng ly từng tí vớt hết năm cái khuỷu tay ra. Tay vừa đặt trên xương, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. À, ông chủ tô, lúc này mới hơn 6 giờ sau đã hầm thịt rồi. Tô thần quay đầu nhìn, là dì Phương. Ngài đến sớm như vậy. Không thể không nói. Cả công ty, tính cả tô thần tổng cộng có 9 người, công việc của dì Phương là nhiều nhất, cũng là hữu dụng nhất. Vệ sinh toàn bộ khu làm việc đều do cô phụ trách. Con trai ta nghỉ hè, ta nghĩ mang nó lại đây ăn cơm, thuận tiện còn có thể ở công ty chúng ta học tập học tập, cái này không phải sớm mang nó lại đây sớm đọc sao? Trẻ con bây giờ đi học vất vả quá. Tô Thần có chút đồng tình nhìn cậu bé phía sau dì Phương, lúc con đi học đều là trước khai giảng một ngày mới làm bài tập tới. Nghỉ hè ngay cả ngủ nướng cũng không được, còn phải dậy sớm đọc cái này giả không buông cũng được phải vất vả một chút đứa nhỏ này cuối kỳ thi lui bước mới thi toàn trường thứ hai nghỉ hè không nỗ lực khai giảng còn phải lui bước tô thần xin lỗi đã làm phiền đến tiểu bân đây chính là ông chủ tô tuổi còn trẻ đã mở công ty cậu phải thỉnh giáo ông chủ tô nhiều hơn biết không tô thần có chút mơ hồ vì phương vì đây là khen người hay là mắng chửi người chào buổi sáng anh thần mẹ em thường khen anh, để em học tập anh nhiều hơn. Tô thần ngượng ngùng gật đầu, tôi cũng làm bừa. Được rồi, các người nên làm gì thì làm, tôi nhanh chóng nấu cơm cho mọi người. Tiểu bân ừ một tiếng đeo cặp sách ra ngoài học tập, dì Phương thì đi tới trước thất nhìn năm khuỷu tay bóng loáng kia. Ông chủ, sáng sớm đã ăn dầu như vậy, có phải quá đỉnh không? Công ty ai sáng sớm đã làm khuỷu tay cho nhân viên? cho dù không đóng cửa cũng phải ăn đóng cửa chứ. Không có việc gì, không phải ăn cùi chỏ, tôi định lấy thịt cùi chỏ bọc bánh bao. Tô thần đã bắt đầu lột xương cùi chỏ. Khuỷu tay hầm gần 2 giờ, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái, xương lớn rất tự nhiên liền từ trong khuỷu tay thoát ra. Dì Phương ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn động tác của tô thần, cổ họng vẫn không khỏi run rẩy vài cái. Hầm mềm dẻo như vậy, chấm dấm chua một ngụm lớn khẳng định rất đã nghiền đi nhưng bây giờ là buổi sáng mà được rồi dì phương thấy tô thần ở bên kia thớt đã cắt bánh bao xong ở lại cũng ở lại dì gói với con đi nói xong liền đi thẳng tới trước mặt bạn bắt đầu cán bột mì tô thần không cự tuyệt ý tốt của dì phương cán vỏ bánh bao và gói bánh bao cũng không phải khâu trọng điểm nói cách khác trên thực tế bánh bao nặng 36 nếp gấp vẫn là 18 nếp gấp, kỳ thật đối với hương vị của bánh bao cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Có 8 giờ trong phòng luyện tập, tô thần giờ phút này làm nhân bánh bao thuận buồm xuôi gió, không đến 10 phút đã đem 5 cái cùi chỏ cùng các phụ liệu khác cùng nhau quấy lên. Thấy dì Phương đã trục trịch, tô thần cười nói. Dì Phương, cháu gói một cái cho dì xem. Mặt ngoài của khuôn mặt tròn trịa được đào đầy một muỗng thịt, Tô thần một tay nắm nếp nhăn vốc vào lòng bàn tay, tay kia vô cùng linh hoạt chuyển động, chỉ trong vòng 10 giây, một cái bánh bao đẹp mắt đã xuất hiện trong lòng bàn tay. À, ánh mắt dì Phương sáng lên, ông chủ tô, ông đã học qua à? Lấy kinh nghiệm phòng bếp hai mươi mấy năm của dì Phương, tìm thư uyển nếu như chưa từng học qua, tuyệt đối không có khả năng bao thuần thục như vậy. Không có. Tô thần phủ định cách nói này, hôm qua tôi xem video tạm thời học. Hả? dì phương bị lời này làm cho tiểu tiểu kinh ngạc một chút không đợi cô hỏi thêm tô thần đã đặt bánh bao lên lòng hấp dì phương lúc làm bánh bao chú ý nơi này một chút tô thần chỉ vào nếp nhăn của bánh bao chỗ này đừng bịt kín hoàn toàn phải để lại một cái miệng nhỏ để lại một cái miệng ừ tô thần gật gật đầu không giải thích nhiều đây chỉ là hắn tạm thời nghĩ đến trong nháy mắt thoát khỏi phòng luyện tập Tô thần chú ý tới bánh bao cuối cùng được đánh giá là cấp S, mặt ngoài cũng không phải màu trắng bột mì, có một số vị trí bị nước thịt trong nhân thấm ướt đi ra biến thành màu tương. Cho nên nếu để lại một cái miệng nhỏ trên đỉnh bánh bao, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong một chuyện cuối cùng, tô thần thấy dì Phương gói bánh bao rất tốt, không khác gì bánh bao của mình, đơn giản trực tiếp giao chuyện này cho dì Phương, còn mình thì về phòng ngủ buồn một giấc. Đợi đến khi đồng hồ báo thức nhớ tới, không sớm không muộn vừa vặn 7 giờ rưỡi. Bánh bao hấp rồi. Một lần nữa trở lại phòng bếp, dì Phương đã đem tất cả bánh bao bỏ vào trong lồng hấp 3 tầng. Lồng hấp trong căn tin rất lớn, mỗi một tầng đều bày đủ 24 cái bánh bao. Nhân bánh chín rồi, chưng khoảng 10 phút là được. Hai. Dì Phương đáp một tiếng rồi bật lửa lên, ông chủ, bánh bao này chắc chắn ăn ngon, vừa rồi lúc cháu gói đều bị mùi vị đó làm cho thèm ăn. Tô thần cười cười. Đừng nói gì Phương, ngay cả chính cậu, cũng có thể bình chọn bánh bao thịt cấp S này. Tràn đầy chờ mong.